Phía sau cánh cổng linh hồn, Mirror's Gate là nơi giam giữ các linh thú tà ác Sacred Speed. Nếu chúng được giải thoát, sự hỗn loạn và bóng tối sẽ bao trùm toàn thế giới. Đây là lời mô tả dùng để chỉ bộ ba linh thú gồm có là Uriah, chúa tể của lửa, Harmon, chúa tể của sấm sét và Raviel, chúa tể của ma quỷ. Nếu bạn là fan của series Yu-Gi-Oh! GX thì chắc chắn là không thể không biết đến các vị thần này đúng không nào? Bộ ba linh thú có thiết kế sẽ gần tương đồng với lại bộ ba vị thần Ai Cập. Và theo nhiều nguồn tin cho rằng đây chính là thể đối nghịch xứng đáng nhất của ba vị thần Ai Cập. Uriah thì có màu đỏ và thân rồng gần giống với thần Osiris, Raviel màu xanh tương ứng với lại thần Obelix và Harmon màu vàng tương ứng với lại thần Ra. Nếu hợp thể của ba vị thần Ai Cập sẽ tạo ra thần sáng tạo ánh sáng Horakhti thì hợp thể của ba linh thú sẽ tạo ra Amithai the Chaos Phantom. Trong đấu bài thực tế ở ngoài đời, các vị thần Ai Cập có khả năng thực chiến thì không cao, ngoại trừ thần Ra sẽ có nhiều biến thể, nhưng Obelix và Osiris sẽ không có nhiều chiến thuật cho hai vị thần này. Trong khi đó, mỗi linh thú Sacred Speed lại có khả năng đánh lẻ cực kỳ tốt trong các bộ bài chuyên dụng dành cho nó. Ví dụ như Uriah sẽ có bộ bài cạm bẫy vĩnh cửu, Harmon thì không thể thiếu trong bộ bài thuần ma pháp vĩnh cửu đi chung với lại các Crystal Beast, Raviel sẽ có hẳn một đàn quái thú tộc Fiend ma quỷ theo hỗ trợ. Và vào tháng 7 năm nay, Konami đã tập hợp các linh thú mạnh mẽ này vào chung một bộ bài duy nhất với tên gọi là Sacred Beast Trusted Edge. Nhân dịp này thì M2D Store có phát hành 3 sản phẩm đặc biệt như đây các bạn thấy. Đầu tiên là đây là M2 Beginner Box, còn ở đây là M2 Battle Box, còn ở đây là M2 Combo Box. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mở cái hộp M2D List Box Sacred Beast này cho các bạn xem bên trong như thế nào. Còn hai hộp còn lại thì các bạn có thể xem chi tiết trên website m2dstore.com nha. Và rồi trên bàn của mình lúc này đó chính là M2 Duelist Box Sacred Speed. Trước khi mở hộp thì chúng ta hãy cùng xem qua bên ngoài một chút nha các bạn. Đầu tiên ở phần mặt trước chúng ta sẽ có là ba quái thú chủ lực của bộ bài này. Đây là con Harmon, đây là Raviel và đây là Uriah. Ở trên sẽ có tem của M2 Duel Store. Các sản phẩm từ M2 Duel Store phân phối sẽ được có tem này ha các bạn. Phần mặt bên sẽ là tem niêm phong. Cạnh bên đây cũng là tem niêm phong luôn. Hai cạnh này thì không có gì hết. Ở phần mặt sau thì chúng ta sẽ có là thông tin mô tả về cái hộp này bằng tiếng Việt và danh sách các sản phẩm bên trong và nơi xuất xứ. Rồi, mình tiến hành cui siêu đây. Mình sẽ rọc ở đây ra ha các bạn. Bên trong thì có rất là nhiều mút ha các bạn, để mà bảo vệ chống sốc. Chúng ta sẽ có là một bộ bài Structured Edge Sacred Speed, một cái Field Center. Và chúng ta còn có một cái hộp đựng bài nữa ha các bạn. Đây là hộp đựng bài đôi Double Mask Death Guard của hãng BCW. Cái này mình cũng đã review cho bạn xem rồi. Trong đây thì nó vừa có cái hộp đựng bằng nhựa hoặc là bằng giấy, và kèm theo đó là có sẵn 80 cái bọc bài bên trong ha các bạn. Mặc dù là standard size nhưng mà bọc cho bộ bài Yu-Gi-Oh cũng ok. Và bên cạnh cái hộp đựng bài này thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái Field Center ở trong Duelist Box. Field Center là gì thì mình đã có giải thích trong video mở hộp Duel Devastator, các bạn có thể tìm xem lại nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Structured Edge Sacred Speed. Chúng ta sẽ có tất cả là 38 lá bài Common nè, 3 Super Rare, 5 Ultra Rare, 2 lá bài Token. Như vậy là có khoảng là 48 lá bài trong một hộp nha các bạn. Rồi mình tiến hành mở hộp đây. Hình như là xé ở đây. Rồi. Ra hay các bạn. Đầu tiên là một cái bàn đấu dành cho một người chơi. Tất nhiên là sẽ có ba con quái thú chủ lực rồi. Đây là Uriah nè, đây là Raviel và đây là Harmon. Phần mặt sau sẽ là hướng dẫn của chúng ta cách combo với bộ bài này. Kèm theo đó sẽ là các sản phẩm mà các bạn nên mua để tìm các lá bài bổ sung. Đầu tiên sẽ là Chaos Impact nè, đây là Rising Rampage và Megatin Gone Sarcophagus. Có một điểm đặc biệt là các bạn nếu có Structured Edge Saron Showdown thì các bạn có thể lấy các lá bài của Structured Edge này để mà bổ sung cho bộ bài Sacred Beast của chúng ta. Được hả các bạn? Mình sẽ cất cái bàn đấu này sang một bên để vào với nhân vật chính nè. Bây giờ mình full seal đây. Cái niêm phong ở đâu ta? Đây, rồi các bạn. Quái thú đầu tiên của chúng ta đó chính là Raviel Law of Funstorm Simmergreen Strapper, cộng 4.000 thủ 4.000. Và đây là một tư thế khác của con Raviel. Hiệu ứng của nó như sau: không thể triệu hồi bình thường hoặc úp, phải là triệu hồi đặc biệt từ đỉnh Tây bằng cách hiến tế 3 quái thú. Hiệu ứng này thì khá giống với hiệu ứng của con Obelix ha các bạn. Và chúng ta sử dụng mọi hiệu ứng bên dưới này một lần một lượt mà thôi. Hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng nhanh, bạn có thể discard lá bài này để mà chọn một con Raviel Law of Funstorm mà bạn điều khiển. Trong suốt lượt đó thì công của quái thú đó sẽ được nhân lên gấp đôi, cũng như nó có thể tấn công tất cả những quái thú mà đối phương điều khiển, kiểu như hand trap ha các bạn. Nếu lá bài này ở dưới mộ thì bạn có thể hiến tế một quái thú để mà lấy lá bài này lên tay. Quá dữ dằn luôn. Đây sẽ là Uriah Law of Searing Flames, công 0 thủ 0.
Công của lá bài này nó sẽ được 1000 điểm tương ứng với mỗi continuous trap ở dưới 1 của các bạn. Mỗi lần một lượt, bạn có thể chọn một ma pháp cạm bẫy mà đối phương điều khiển tiêu diệt lá bài đó. Cả hai người chơi sẽ không được quyền kích hoạt bất kỳ một lá bài ma pháp cạm bẫy nào để mà chống lại sự kích hoạt của hiệu ứng này. Và có điểm đặc biệt là để triệu hồi nó ra sân thì bạn sẽ phải gửi 3 lá bài trap mà bạn điều khiển ngửa trên sân xuống mộ nha. Rất đẹp phải các bạn. Uria. Nó đối nghịch với lại thần Osiris đây mà. Rồi, lá bài kế tiếp chúng ta sẽ có là Harmon, Law of Striking Thunder, công 4000 thủ 4000. Không thể triệu hồi bình thường hoặc up, phải triệu hồi đặc biệt bằng cách gửi 3 lá bài ngửa continuous spell mà bạn điều khiển xuống mộ. Nếu lá bài này mà tiêu diệt được một quái thú của đối phương và gửi nó xuống mộ trừ 1000 điểm và được của đối phương. Khi lá bài đang ngửa trên sân mà đã phòng thủ thì đối phương sẽ không được quyền chọn bất kỳ lá bài nào để mà tấn công, trừ tấn công vào lá bài này. Sức tấn công 4000 thủ 4000 thì nó đã đạt được ở giới hạn rồi các bạn. Rồi, lá bài kế tiếp đó là Raviel, Law of the Fan Stamp, công 4000 thủ 4000 luôn. Đây các bạn giữ ha. Công tối đa hết rồi. Phải triệu hồi đặc biệt bằng cách hiến tế 3 quái thú hệ Fen. Mỗi lần mà đối phương triệu hồi bình thường một quái thú, triệu hồi đặc biệt một Fan Stamp token, công 1000 thủ 1000, nhưng nó sẽ không được quyền tuyên bố tấn công. Mỗi lần một lượt bạn có thể hiến tế một quái thú, lá bài sẽ được cộng thêm công bằng với lại công của quái thú được hiến tế cho đến cuối lượt đó. Như vậy thì các bạn có thể hiến tế các con token để tăng công cho quái thú này ha. Rồi, chúng ta sẽ có lá bài kế tiếp là Amitai, the Chaos Fan Stamp, công 0 thủ 0, và đây là thể dung hợp của Uria, Harmon và Raviel lại tạo ra con trùm cuối này. Nó sẽ đối nghịch với lại vị thần ánh sáng Holacti, không bị tiêu diệt bởi chiến đấu và sẽ được cộng thêm 10000 sức tấn công trong lượt đi của các bạn. Nghĩa là qua lượt sau của đối phương thì nó sẽ trở về là công không thủ không. Cũng khá là nguy hiểm đúng không các bạn? Mình có nghe tin là vào cuối năm nay trong cái hộp là Phantom Ray sẽ có thêm một con hỗ trợ dành cho lá bài này, giúp hạn chế cái khuyết điểm là công không thủ không. Như vậy thì các bạn yên tâm là Sacred Speed sẽ được hỗ trợ dài dài ha. Rồi chúng ta sẽ có là Cerulean Skyfire. Lá bài ma pháp vĩnh cửu này giúp bạn có thể triệu hồi con Harmon theo cách thông thường bằng cách hiến tế cái lá bài Fade Out Spell mà bạn đang điều khiển. Mỗi lần một lượt, khi mà bạn đang điều khiển quái thú Harmon mà đang ở trạng thái tấn công thì bạn có thể vô hiệu hóa sự kích hoạt ma pháp cạm bẫy nào mà đối phương sử dụng. Sau đó chọn một con Harmon ở trên sân và chuyển nó sang trạng thái phòng thủ. Nếu như một Uria, Harmon hay là Raviel bị rời sân thì trong lượt đó bạn sẽ không nhận bất kỳ thiệt hại nào. Chúng ta sẽ có là Hyper Blazer, cạm bẫy vĩnh cửu, mô tả đòn đánh của con Uria. Để triệu hồi đặc biệt Uria thì bạn có thể dùng Fade Out Strap mà bạn điều khiển. Mỗi lần trong battle, khi mà có một đòn tấn công liên quan đến Uria được thực hiện thì bạn có thể gửi một lá bài cạm bẫy từ trên tay hoặc từ trong một bài xuống mộ. Công của Uria lúc này sẽ trở thành là 1000 nhân với lại số lượng cạm bẫy ngửa trên sân và cạm bẫy ở dưới mộ. Mỗi lần một lượt thì bạn có thể discard một lá bài để mà lấy lên tay hoặc là triệu hồi đặc biệt một con Uria hoặc là một con Harmon hoặc là một con Raviel từ dưới mộ, bỏ qua luôn cả điều kiện triệu hồi. Giữ ha các bạn. Rồi, đây sẽ là Dimension Fusion Destruction. Panic đi từ trên tay, từ trên sân hoặc là ở dưới mộ, nguyên liệu dung hợp được sử dụng cho Fanstam Fusion Monster. Sau đó triệu hồi đặc biệt quái thú dung hợp từ trong Estrades, bỏ qua điều kiện triệu hồi. Bạn sẽ không nhận bất kỳ thiệt hại nào từ đòn đánh liên quan đến quái thú triệu hồi đặc biệt bởi hiệu ứng này. Và nếu bạn đang điều khiển Uria, Harmon hoặc là Raviel, đối phương sẽ không được quyền kích hoạt bất kỳ cái hiệu ứng nào để mà chống lại sự kích hoạt của lá bài này. Rồi, chúng ta sẽ có là Chaos Core, các bạn công phòng thủ không. Đây sẽ là Dark Beckoning Speed. Đây là Chaos Summoning Speed, công không thủ không. Chúng ta sẽ có là Dark Summoning Speed. Các quái thú này đều công không thủ không hả các bạn? Đây, công không thủ không hết. Nhưng mà chúng đều có công năng đặc biệt hỗ trợ dành riêng cho bộ bài này. Đây sẽ là Funstorm of Chaos, công không thủ không. Chúng ta sẽ có là Phantom Kai Blaster, công 1001 thủ 800. Đây sẽ là Mad Reloader. Ray Swimmer, công không thủ không. Đây sẽ là Rainbow Dark Dragon, công 4000 thủ không. Không thể triệu hồi bình thường hoặc up, phải triệu hồi đặc biệt bằng cách banish đi 7 con quái thú hệ bóng tối khác tên ở dưới mộ. Bạn có thể banish đi tất cả những quái thú hệ bóng tối ở trên sân hoặc ở dưới mộ. Lúc này lá bài này sẽ được cộng thêm 500 công cho mỗi quái thú bị banish. Đây sẽ là Trago Edia, công chấm hỏi thủ chấm hỏi. Lá bài này sẽ có công là 600 nhân với lại số lượng bài trên tay của các bạn đang có. Ví dụ các bạn có 10 lá trên tay, công đó là 6000. Nhưng mà mơ đi các bạn, rất là khó để có được cầm 10 lá trên tay. Khi bạn nhận thiệt hại từ một đòn chiến đấu thì bạn có triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Rồi, đây sẽ là Radiant the Multidimensional Kaiju, công 2008 thủ 2500. Đây sẽ là Chaos Hunter, công 2500 thủ 1600. Khi đối với triệu hồi đặc biệt quái thú thì bạn có thể discard một lá bài để triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Đối phương sẽ không được quyền banish card. Chúng ta sẽ có là Puppet Master, công không thủ không.
đây sẽ là Tijan Street Patron công 1600 thu 1200, đây sẽ là Fafa Benin Abyss công 1000 thủ 1900, The Public Sepulchre công 1000 thủ 400. Nếu đó bài này mà bị discard xuống mộ, triệu hồi đặc biệt nó lên sân. Danger Chupacabra công 1500 thủ 400. Đây sẽ là Opening the Spirit Gates. Chúng ta sẽ có là Fallen Paradise. Ma pháp môi trường dành riêng cho bộ bài này hay các bạn. Hiểu có nói như sau: đối phương sẽ không được quyền chọn Uria, Hamon hay là Raviel, Amistai, The Great Fan Storm đang nằm ở vùng Monster Zone với cả Fate, cũng như là những quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt bởi bất kỳ hiệu ứng nào của đối phương. Nếu bạn đang có điều khiển ba con sát repeat này hoặc là con Amistai, bạn sẽ được quyền rút hai lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của lá bài này một lần một lượt mà thôi. Đây là Fan Stamo Martyr. Khi bạn đang có ít nhất là hai lá bài ở trên tay và bạn đang có điều khiển một trong ba con sát repeat thì gửi toàn bộ bài ở tay xuống mộ, triệu hồi đặc biệt ba Fan Stamo Martyr token lên sân. Ở mẫu token sẽ có là công không thủ không. Đây sẽ là Spell Chronicle, ma pháp vĩnh cửu hả các bạn. Rồi Terraforming lấy ma pháp môi trường trong bài lên tay. Đây là Set Rotation, rất là quen rồi. Đây là Mount of the Power Creator. Chúng ta sẽ có là One for One, The Beginning of the End. Đen thui hả các bạn, không thấy cái gì luôn. Nếu bạn có nhiều hơn 7 quái thú hệ bóng tối ở dưới mộ, loại bỏ đi 5 quái thú để mà rút 3 lá bài. Đây sẽ là Port of Desire, Owner Seal. Đưa tất cả các quái thú ở trên sân trở về quyền điều khiển của mỗi người chơi. Đây sẽ là Field Barrier. Đây là Sword of Concealing Light. Chúng ta sẽ có là Mythical Space Typhoon. Bây giờ là tới Trap hả các bạn. Chúng ta có cầm 7 vĩnh cửu Awakening of the Sacred Beast. Lá bài này sẽ được có cái hiệu ứng dưới đây, căn cứ theo số lượng Uria, Hamon, Ravil khác tên mà bạn điều khiển. Nếu có một con thì mỗi lần đối phương triệu hồi bình thường hoặc triệu hồi đặc biệt quái thú, bạn sẽ nhận được điểm gốc bằng với lại công của quái thú được triệu hồi. Nếu các bạn có điều khiển hai con, vô hiệu hóa sẽ kích hoạt của quái thú của đối phương. Nếu các bạn có điều khiển ba con, bất kỳ quái thú nào của đối phương mà bị gửi xuống mộ đều sẽ bị panic đi. Mỗi lần một lượt, nếu bạn điều khiển một quái thú level 10 thì bạn có thể lấy một continuous trap từ dưới mộ lên tay. Rồi, đây sẽ là Escape from the Dark Dimension. Chúng ta sẽ có là Sharp Visitor. Triệu hồi lá bài này lên sân như là một quái thú bình thường. Quái thú tộc Fen, Tuner, Hải Đất, level 2, công không thủ không. Lá bài này sẽ vẫn được xem như là trap cạc cho các bạn. Đây sẽ là Imperial Custom. Tất cả các lá bài Continuous Trap đang ngửa trên sân của các bạn sẽ không bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc là bởi cả effect. Không bị tiêu diệt bởi chiến đấu, ý là nói đến các lá bài dạng này hả các bạn. Các cầm bẫy có khả năng triệu hồi lên sân trở thành quái thú. Bạn chỉ có thể điều khiển một lá bài Imperial Custom ở trên sân mà thôi. Rồi, đây sẽ là Mistake các bạn. Cả hai người chơi sẽ không được quyền lấy bài từ trong bài lên tay trừ cái lượt rút bài. Đây sẽ là Dark Factory of More Production. Bạn có thể gửi quái thú ở trên tay hoặc là ở sân xuống mộ rút một lá bài. Đây sẽ là Phantom Emperor Trilogy công 4000 thủ 4000, được dung hợp bởi ba quái thú level 10. Nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt hoặc là một quái thú khác được triệu hồi đặc biệt từ dưới mộ của các bạn lên sân, khi bạn đang điều khiển quái thú này thì bạn có thể chọn một quái thú nữa trên sân mà đối phương điều khiển trừ vào điểm gốc của đối phương bằng với lại một nửa công gốc của quái thú được chọn, và chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của con này một lần một lượt mà thôi. Đây sẽ là Phantom Mercy Token. Đây là Fan Star Token hả các bạn, hai con. Và chúng ta sẽ có ba cái thẻ bài giới thiệu. Và rồi, mình vừa hoàn thành xong video mở hộp M2 Duelist Box Sacred Speed. Bộ bài Sacred Speed của chúng ta sẽ không phải là meta theo kiểu là đánh nhanh thắng nhanh, mà nó sẽ là đánh từ từ nhưng mà rất là chắc chắn các bạn. Và nó sẽ rất là phù hợp đối với các bạn nào mà chúng ta thích cái bộ bài có yếu tố thần linh ở trong. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đừng quên nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.